Xin chào quý vị, tôi là Nguyễn Khang. Chào đón quý vị đã cùng đến với The Khang Show, được phát sóng vào lúc 21 giờ trên YouTube Nguyễn Khang cùng với lại một số nền tảng digital khác. Hôm nay chúng tôi mời quý vị, chúng ta sẽ cùng gặp gỡ một đôi vợ chồng. Xin được giới thiệu, đó chính là nghệ sĩ ưu tú Kim Tử Long cùng với nghệ sĩ Trinh Trinh. Xin chào anh chị. Anh đã đính chính lại em chứ. À, không nên nói vợ chồng. À, đôi tình nhân tân lang và tân gia nhân. Tân lang và tân gia nhân. Đúng rồi. Trời ơi, sao mà nó ngọt ngào đến như vậy. Vâng, chúng ta sẽ bắt đầu với miếng ghép đầu tiên nha. Chiếc nhẫn. Dạ. Yeah. Anh chị đang nghĩ là em sẽ bắt đầu với là câu chuyện gì ạ? Hột xoàn. À, không phải rồi. Không phải là cái hột xoàn mà anh đang đeo đâu. Đây là một cái hộp sàn khá là đặc biệt khác. À đúng rồi, mình nhớ là mình tặng cho em cái chiếc nhẫn đính hôn. Tặng nhiều quá không nhớ. Anh giàu lắm hả anh Long? Tại vì anh nhiều. Sao anh tặng nhiều quá vậy? Dạ. Ở nhà anh tặng nhiều hộp xoàn lắm. Wow. Nhưng mà cũng có chiếc giả, chiếc thiệt. Thành thử ra anh không biết chiếc nào. À, anh không ngờ luôn á anh Long. Anh tặng cái vợ mà anh tặng cả đồ giả luôn. Không, đồ giả nó có giá trị của đồ giả em. Ví dụ như mình mua một cái hộp xoàn thiệt. Ừ. Nó có nhỏ xíu à. À, nhưng mà muốn hộp giả nó bự, nó to, nó to, nó có giá trị của cái to. Khi mà mình đi ra ngoài đường, người ta sẽ nhìn vô, ô mình đeo một cái hộp xoàn chị quá Trinh to. Vậy rồi. Thì chị nhớ cái chiếc nhẫn này nó được anh tặng cho chị khi nào không? Tặng cho chị là nhớ lần... không nhớ thì nói nha. Vậy anh nhớ không? Nhiều, anh tặng nhiều quá nãy nói anh tặng không nhiều thì quá. Bây giờ chiếc nhẫn này, chiếc nhẫn đầu tiên anh, nếu mà anh nhớ là em khen anh hay. Nhìn là biết không nhớ rồi. Giờ cho cơ hội á. Chiếc nhẫn đầu tiên mà anh tặng cho chị. Đó, gợi ý luôn đó. Đầu tiên, ô đầu tiên. Đầu tiên. Chiếc nhẫn đầu tiên là chiếc nhẫn xanh Andy. Dạ, phải không chị? Xanh Andy. Em thì không biết, tại em không biết cái chiếc nhẫn đó. Rồi sao nữa? Rồi sao nữa? Nó có câu chuyện gì ở chiếc nhẫn này à? Là, nếu anh nhớ không lầm là lúc đó là Trinh, Trinh có bầu. Ừ. Bé Andy. Yeah. Anh đi xa quá. Nhưng mà đúng không? Anh có tặng cho em một chiếc nhẫn mà khi mà sanh anh đi mà. Không. Cho cơ hội lần cuối cùng nữa, không nữa là đứng dậy em đi về liền á. Giận ơi, giận. Anh gợi ý thêm cho anh tí xíu. Đây là một cái chiếc nhẫn mà nó liên quan đến cả anh luôn, cái hột của nó liên quan đến anh. Hột gì của anh? cái hột kim cương này nè, nó có liên quan đến anh. À. Nếu anh đoán không lầm, anh nhớ không lầm, thì cái hộp này là hồi đó anh có đeo một chiếc nhẫn. Chính là cái đó. Sau đó, yeah, anh đổi chiếc hộp lớn của anh. Đúng. Rồi anh mới lấy chiếc đó, anh, yeah, làm thành một chiếc nhẫn của nữ. Chính xác. Anh tặng cho Trinh. Đúng. Tại vì cái này là lúc đó là còn cơ hàng em. À. Em phải nhắc cho anh lúc nào, lúc cơ hàng hay là anh là lúc anh đã là anh có tiền rồi. Anh ơi, đối với em anh luôn luôn có tiền. Không, em chưa bao giờ nghĩ anh cơ hàng luôn. Có đó. Em à, lúc mà anh lấy Trinh á, lúc đó là gọi là chưa có điều kiện lắm. Ừ. Vì vậy cho nên là không có điều kiện để mua một chiếc nhẫn mới cho Trinh. Còn cái chiếc nhẫn mà anh đeo, mà anh tặng cho Trinh á, là chiếc nhẫn đó anh đã có từ lâu rồi, nhưng mà anh không nhớ thời gian thôi, tại vì sự thật là 3 mũi rồi. Đây chính là cái câu mà chị Trinh đã nói với em. Anh Long, anh luôn đổ thừa là 3 mũi. Dạ. Khi mà anh không nhớ thì... một cái điều gì là anh nói chị, em yên tâm đi, chút nữa sẽ thế nào anh không nhớ gì, anh sẽ nói là 3 mũi. Em cũng 3 mũi. À, mà nhưng em vẫn nhớ hết mọi thứ. Hay quá, em còn trẻ. Thế thì chiếc nhẫn đó đâu rồi thưa anh Long? Chiếc nhẫn đó là Trinh giữ. Trời ơi, trời ơi, trời ơi. Chiếc nhẫn đó là do một cái sự cố là bị mất. À, nhớ rồi. Bây giờ mới nhớ. Anh xin kể tiếp tục nha. Anh xin kể câu chuyện là nhà anh bị ăn trộm. Và sau đó là nó đập két sắt quanh ra. Và nó lấy tất cả toàn bộ tiền. Và đặc biệt là chiếc nhẫn của Trinh. Rồi đặc biệt hơn nữa là tất cả các vàng dòng mà anh với Trinh để dành cho con anh á, là của các cái sinh nhật nè, rồi đầy tháng, đồ thôi nôi, rồi gì đó sinh nhật. Bị lấy hết trơn luôn. Trời. Thì mất chiếc nhẫn đó luôn. Dạ. Là sở dĩ mà em nói đến cái câu chuyện này á, để nói về cái món quà đặc biệt mà anh dành cho vợ. Tại vì chắc chị Trinh cũng có thể nói thêm một chút ha. Vì sao anh quyết định anh lấy cái chiếc nhẫn của ảnh từ những cái hộp trong cái chiếc nhẫn của ảnh để anh làm ra chiếc nhẫn cho chị? Nó có ý nghĩa như thế nào? Và cái chiếc nhẫn đầu tiên này khi mà mất á, thì bản thân chị đã cảm thấy ra sao? Lúc đó anh tặng cho chị cái chiếc nhẫn này mà chỉ riêng có 2 người. Bởi vì hồi đó chị ước mơ á là anh có nói một câu là anh tặng cho mình chiếc nhẫn này, thà
supply cho cái gọi là cái của hồi môn, đúng rồi, cái của hồi môn á, nhưng mà dùng cái từ hơi sến chút xíu là xính lễ vậy đó. Xính lễ. Cái viên kim cương này á thì là cái hộp may mắn. À. Anh muốn trao cái may mắn của anh dành cho mình. Đó. À. Và thật sự từ từ những cái điều may mắn không sớm thì muộn nó dần dần đến với Trinh. Yeah. Nhưng mà không đến, chưa được đến bao lâu thì khi mà chị mang bầu đứa bé bé thứ hai á thì nó lên cân thì nó không có đeo vừa, lại cất vào trong tủ thì kẻ gian nó lấy luôn. Không phải kẻ gian, nó trộm. Thì không chịu kẻ. Rồi anh có làm lại cho chị chiếc khác không? À, dạ có. Một thời gian sau dành dụm rồi anh mới tặng cho chị một cái chiếc nhẫn khác. Nhưng mà chị rất là ít có khi nào đeo. Đó, chị thấy không, phải chị đeo thường là đâu có mất. Chị cất nó mới mất. Ủa sao kỳ vậy em? Cuộc đời nó vậy đó. Mà Khang nói cho em nha, mất cái chiếc nhẫn của anh tặng nó không có khóc nha, mà mất cái hộp mà của thằng Andy á mới khóc. Mất cái cuốn rốn của con chị với cái que, rốn, que thử thai thôi á, rồi còn xin lỗi cái que thử thai mất mà chị cũng tiếc nữa ha. Tiếc kỷ niệm tại vì đứa con đầu lòng mà. Rồi tiếc lắm, coi như những cái gì mà kỷ niệm mà hai vợ chồng dành dụm cho con để dành ở trong đó đó, mà ghi từ chữ ghi nhớ để dặn dò gì mất hết trơn. Anh có nhớ là ngày đầu anh gặp chị như thế nào? Anh nói với em á, anh với Trinh là ngày xưa Trinh gọi anh bằng chú, Tú Sương gọi anh bằng chú, chỉ có Quế Trân gọi anh bằng anh thôi. Là vì anh gọi cậu Năm Thanh Tòng bằng cậu, anh gọi má Tư Xuân Yến á là bằng chị. Một thời gian sau thì đi hát chung vậy nè, thì mới nói là ủa sao kỳ vậy ta, sao kêu Trân bằng em mà sao kêu bằng con. Thôi đổi qua đi, đổi qua kêu em hết đi. Thì khi mà đổi qua hết á thì vẫn kêu cậu Năm và má Thư Sương Yến bình thường. Đến một cái thời điểm nào không biết tại sao là đi hát chung rồi, từ cái anh em rồi cái thấu hiểu rồi đó, cái là chuyển qua từ đồng nghiệp chuyển qua tình yêu. Nói chung là tại vì lúc đó là anh Long đã có chuyện gia đình buồn qua rồi. Thì có thể ai biết đâu, nó cũng không biết tại sao nữa, không biết có tiếng sét hay cái gì. Anh bị cô đơn. Anh cô đơn chị trong cái giai cái đoạn đó. Giống như chị giống cái phao vậy đó. Không, không, em không nghĩ cái phao. Lúc đó khi đàn ông cô đơn họ bị yếu đuối nhất. Họ cần có một cái bờ vai để nương tựa và vỗ về. Mà chị biết tính anh Long rồi, anh rất thích kiểu vỗ về, được cưng chiều, được quan tâm kiểu vậy, cho nên xem là... biết hay quá vậy ra. Đúng không anh? Chính xác. Chính xác. Anh nói cho em nghe, mà ngày xưa đó anh nói với lòng của anh đó là không bao giờ anh lấy vợ chung nghề. Đúng không? Bởi vì vậy cho nên là bao nhiêu cuộc tình trên sân khấu của anh chưa có bao giờ anh đụng tới bất cứ một người nào. Mà không biết tại sao là có thể là duyên số. Trời, lúc đó chị sợ muốn chết. Ủa sao chị sợ? Tại vì ảnh mới vừa xảy ra chuyện gia đình như vậy. Rồi cái ảnh cứ nhắn tin điện thoại, em có tin không, gọi mấy chục lần điện thoại. Rồi cái chị sợ quá chị, thì bởi vậy mới sợ. Sợ rồi nhét cái dưới gối luôn, đẩy xa luôn, không dám nghe. Không dám nghe mà sợ yếu lòng hả? Sợ đùa. Đi hát ở dưới Cần Thơ á, mà cũng ngay ngày lễ 30 tháng 4, chị nhớ hoài, chị đi với một chị bạn chạy đi Honda, anh ấy cứ gọi hoài, cái trên đường về anh ấy chờ chị ở ngoài đường á. Ôi ơi, xong rồi cái ngồi ở ngoài đường chờ chị, ngồi trên xe chờ chị, mà chị về đến thành phố là 11 giờ. 11 giờ tối, 11 giờ đêm mà anh vẫn đợi. Anh đợi chờ mấy giờ? 3 mũi rồi. Không nhớ. Dạ, chạy ngoài đường hoài, đến khi mà ngừng lại là xin là chở chị đi để nói chuyện với chị. Mà con người chị như con mèo vậy đó. Mà trời mưa, mặt mà chị lem luốc hết trơn á, đi xe hơi ôm nón bảo hiểm. Trời ơi. Có nghĩa là anh rất là kiên trì và anh rất là kiểu tha thiết vào chị... cái cuộc tình này, đúng không ạ? Nhưng mà khi mà chị đến với anh á, anh đến với chị á, thì cả hai có nhận được nhiều sự ủng hộ của những người xung quanh không? Người thương mình thì họ sẽ tán thành, còn người không thích mình thì họ sẽ
không tán thành. Cũng có người nói xấu về chị cho anh Long nghe, người kia nói xấu về chuyện của anh Long cho chị nghe. Nhưng mà ngặt một nỗi là hai vợ chồng cùng ngồi với nhau, và những cái nguồn tin nhắn đó lại hai vợ chồng cùng xem nhau rồi tự cười với nhau thôi. Và đặc biệt là người ta nói xấu chị thì anh Long lại kể cho chị nghe. Đối với anh Long thì người ta nghĩ rằng là chị là thuộc dạng là đào mỏ. Nhưng mà như anh Long vừa mới chia sẻ là ảnh hồi xưa là yêu chị, ảnh cũng không có gì mà. Chị xí lại câu nói của em. Em nhìn ảnh bên ngoài, em luôn luôn cho ảnh rằng là mình là một người có tiền, là một người đại gia. Nhưng chính vì cái hình ảnh của anh Long và cái câu nói của anh Long, chị nhớ mãi trong đầu đến tận bây giờ. Chị ảnh nói rằng là anh không phải là như những đại gia để mà lo cho em những cái vật chất cao sang, nhưng anh chỉ có biết là lo cho em và không làm cho em buồn. Bởi vì chính vì những cái câu đó, mỗi lần mà chị hơi buồn một chút xíu gì đó, chị phải lấy những cái cột mốc của cái câu nói đó để mình ráng gượng lại, để mình phải lướt qua. Anh nói với Trinh, anh không phải là cái tiếp đàn ông mà lãng mạn theo kiểu đó. Em muốn gì em cứ nói anh. Anh làm được những gì cho em anh sẽ làm. Làm bằng cái trái tim của anh. Hoặc là anh có được cái gì anh sẽ làm cho em. Còn biểu anh là phải tặng bông cho em, quỳ xuống hoặc là cái gì, ông nào không được. Không phải là Trinh không nha, mà tất cả những người trước đó. Và em có biết có một lần anh đi về, anh tặng cho chị trong một cái hộp rất đẹp. Anh cũng tặng cho chị, đây anh tặng cho em ngày 8 tháng 3. Trời ơi, bỡ ngỡ hết hồn liền. Mở ra một cây hoa hồng bằng vàng. Chị nói với anh chứ, dàn thiệt cái dàn giả vậy? Anh không hề nói thiệt cái giả. Anh chỉ tặng cho em thôi. Hỏi dàn thiệt hả? Anh chỉ gật đầu thôi. Thế là chị giữ cái hoa đó. Một năm sau, một năm nữa, tự nhiên chị cầm cái bông đó ra, chị gặp anh, chị nói anh ơi, sao dàn thiệt mà nó ra ten? Anh mới nói, anh đâu có nói dàn thiệt bao giờ. Này anh mua là nó bán có 200 ngàn. Nhưng mà chị chắc chị phải biết chứ, phụ nữ tinh tế lắm mà. Không, chồng ngu lắm em. Không, chị nói thiệt. Chị nói thiệt mà. Bây giờ chị xin lỗi em á, giờ cho em mượn cái tay nè. Giờ chồng chị đeo này thiệt hay giả chị còn không biết nữa. Không. Vậy chị kiểm tra cái, chị có kiểm tra cái bông hồng đó không? Thì chị cứ cất nó vô. Đây, tại em thông cảm, bởi vì ba mũi rồi cho nên ảnh rất là mau quên. Nhưng mà ảnh nhớ cái hoa hồng đó là chị rất là mừng. Chị sợ ảnh quên luôn. Cái hoa hồng đó xong thì vài ngày sau á, là chị lấy hộp quẹt, chị đốt, chị thử. Chị thử là tại vì người ta nói là lấy lửa thử vàng. Chị mới lấy hộp quẹt, chị thử cái cánh. Mà xong nó nắm đen cái phần đó. Rồi chị mới điện ảnh, ủa mình ơi, ủa mà tại sao vàng nó ra ren, bây giờ nó đen đen cái chỗ này rồi, bây giờ làm sao? Thì ông cười cho đã, ông mới nói giả, có 200 ngàn à. Mua ở ngay cái trường Lê Hồng Phong á em. Trường Lê Hồng Phong á, thấy người ta bán nhiều quá thôi nên ngừng lại đi mua. Trời ơi, em phải sợ anh luôn. Anh thật sợ, là anh cũng tưởng là vàng mạ bằng thiệt bằng. Có ai mà ra bán ngoài đường mà bán cái cây hoa hồng vàng đâu. Anh phải vô kiểu cửa hàng trang sức thời trang để anh thấy cây hồng vàng. Anh thấy nó giống vàng quá. Anh xuống anh hỏi, nó nói 200 ngàn, anh tưởng 200 đô nữa đó. Cuối cùng nó nói 200 ngàn. Dứt liền. Anh mua liền. Dứt liền, vừa túi tiền liền, ngon, gọn. Nhưng mà cái đó nó không có phải là quan trọng. Mà cái quan trọng là anh chỉ muốn là khi anh về nhà, tất cả mọi người đều phải vui. Từ Trinh cho tới con anh cho tới luôn cả chị giúp việc. Giống như anh chia sẻ là về nhà là mọi người tất cả đều phải vui hết. Nhưng mà anh ít khi nào mà anh để ý được phải là phải cho con người ta phải có một cái cảm xúc. Phải anh bắt phải là phải giống như là cảm xúc phải theo ảnh. Anh ăn thì mọi người phải vui vẻ thì ăn với anh. Dạ kiểu là như vậy, đi chơi là phải vui thì vui cùng với anh. Nhưng mà ảnh là đàn ông là dương, còn mình phụ nữ là âm, thì trước khi cũng phải bản tính này bản tính nọ, nó trái ngược với nhau, mà bắt buộc ảnh vui là bắt buộc phải vui theo. Anh có bao giờ nghĩ là anh hơi kiểu gia trưởng? Chắc có lẽ cũng có. Tại vì Trinh, anh nói thật á, Trinh vẫn rất là ngây ngô. Ngây ngô luôn cả với bạn, ngây ngô luôn cả với lại xã hội ngoài. Vì vậy cho nên là những gì mà Trinh làm anh đều
coi, xem xét coi ừ cái đó được hay không, hoặc là cái đó ừ em ơi cái này phải cẩn thận, em ơi cái này phải thế này thế nọ để anh góp ý. Chứ còn nếu mà nói Trinh là một người nghĩa là đầy đủ kinh nghiệm từng trải với là tình trường đó, thì không nha. Cuộc đời của Trinh đi qua rất nhiều sóng gió, có những cái sóng gió đó mà cái sóng gió đó không thể kể cho ai nghe được, mà Trinh lại kể cho anh nghe. Cái điều đó anh quý trọng. Hoặc là có những cái mà việc mà cha mẹ cũng vậy, cha mẹ làm nở làm nần hay làm bất kỳ, Trinh không bao giờ nói với bất cứ một người nào, mà Trinh chỉ nói cho anh hoặc là kể lại cho anh những cái câu chuyện mà Trinh phải như vậy với mẹ. Thì từ đó anh mới thấy nhìn thấy một con người như vậy, mình có thể là mình tiếp tục để mà mình gắn kết. Rồi bây giờ món thứ hai, anh biết em nói về điều gì không anh Long? Khỏi hỏi, biết liền. Biết gì ạ? Anh đã có từng nấu ăn cho gia đình hay không? Dạ. Và đây là hai món gì ạ? Hai món mà anh làm ngon nhất. Dạ. Yeah. Cái món lẩu Thái là cái món mà anh tự tìm tòi và anh nấu thôi. Dạ. Yeah. Món cơm chiên cũng vậy, anh đi ăn với lại gia đình nè, đi Vũng Tàu đó, yeah. Thấy người ta chiên cơm chiên ghẹ ngon quá. Cái anh mới nói bữa nào anh làm cơm chiên ghẹ cho em với mấy đứa nhỏ ăn. Là hai cái món này là hai cái món mà Trinh với lại hai đứa nhỏ thích nhất. Vâng. Và gia đình thích nhất. Vâng. À, sở dĩ mà em nói về cái món này nó có hai cái ý nghĩa mà mình sẽ cùng trao đổi. Đầu tiên á là lúc mà em nhìn vào thì em cứ luôn nghĩ là người nấu ăn ngon trong nhà phải là chị Trinh. Nhưng mà câu chuyện nó lại nhưng mà ủa sao anh kỳ sao vậy anh? Nhưng mà câu chuyện nó lại ngược lại là anh Long lại là người nấu ăn ngon. Và cái thứ hai á, người ta vẫn bảo là làm gì thì làm, cái bữa cơm gia đình nó rất là quan trọng cho nó, việc kết nối cũng gắn kết mọi người lại với nhau. Chỉ có tự hào khi có một ông xã giỏi giang mà nấu ăn ngon gì không? Đầu bếp chính gia đình. Đầu bếp chính của gia đình. Dạ. Mà tại sao chị lại không nấu ăn ngon được như ảnh, hay là dạ, có cái câu chuyện gì vậy? Nấu ngon nhưng mà chị không có bài như ảnh. À. Ảnh làm sở dĩ kêu ảnh đầu bếp chính là ai làm cái gì sẵn làm sẵn hết đi. Ảnh chỉ vô ảnh quậy ảnh nếm. Thiếu này kêu bắt bỏ vô, thiếu này rồi quăng rồi ai muốn dẹp gì dẹp. Khang, em cũng đã là chủ nhà hàng rồi. Yeah. Em nên nhớ một người bếp trưởng. Yeah. Người ta không đi làm những cái chuyện nhỏ. Đúng rồi. À. Người ta chỉ nói bếp phụ, hôm nay tôi làm chả cá lá vọng. Chuẩn bị hết mọi thứ. Mọi thứ hết đi. Yeah. Bắt đầu tôi chỉ vào tôi nêm nếm. Dạ. Yeah. Nêm sáng. Nếm và tôi bắt đầu đưa lên lò để tôi làm thôi. Đúng. Thì anh cũng vậy thôi. Món lẩu Thái anh sẽ nói với Trinh và gia đình. Trong lẩu Thái nó sẽ có món này, món ra, món này, nãy này. Khốn là phải đem về, bỏ vô máy xay. Rồi sau đó là tôm phải lạc làm sao, thịt bò phải lạc làm sao. Rồi nấm rơm, rau gì. Rau nhúc làm sao, anh làm hết đi. Rồi bắt đầu mua cái loại mà để nấu lẩu Thái tôm dâm á. Là về, anh bắt đầu anh nhảy vô anh làm. Điều đó cho thấy được ngay cả trong cái cách mà anh điều hành gọi là chỉ việc cho mọi người á, cũng đã thấy được cái trong nhà ai là người quyết định hết mọi thứ rồi. Rõ ràng chỉ qua cái món ăn thôi. Em ơi, yeah. Em nói vậy là cũng sai. Sao? Anh chỉ quyết định những gì mà nó lớn lao thôi. Ví dụ bán nhà, em anh nói gì đây rồi, mình bán căn nhà này mình nuôi con nhà khác nha em. Trinh gật đầu, anh làm. Anh điều hỏi nha. Đây, để nói này, nó không có nói gian. Khi anh chuẩn bị anh sửa cái phòng, anh cũng nói Trinh, anh sửa cái phòng này nha. Yeah. Em đồng ý không? Yeah. Anh muốn sửa thì anh sửa. Thì anh mới sửa. Chứ còn Trinh nói, thôi anh ơi, không được sửa nha. Là anh không sửa. Vâng. À, đúng không? Sao chị Trinh? Em thấy chị có vẻ thở hổn hển và thiếu oxy. Giờ mình nói cái chuyện nhà cửa. Cái chuyện xây phòng bởi vì chị muốn tiết kiệm. Chị nói rằng là thôi, nếu mà thay vì cái tiền mà xây phòng á, nó cũng phải đội lên là cả mấy trăm triệu. Yeah. Thì bây giờ thà mấy trăm triệu đó anh để dành thêm một chút, thà anh mua một căn nhà khác để dành cho con. Thì theo em cái suy nghĩ nào là chín chắn hơn? Em khó xử quá, anh chị đều hỏi, tại vì em là một cái dân mà business, làm kinh doanh. Cho nên em luôn luôn sẽ tính rất là nhiều cái yếu tố thiệt hơn khi mà hai vấn đề nó cùng xảy ra song song. Em nghĩ là nếu với câu hỏi của chị á, thì em còn tùy vào cái ngân sách của em vào lúc đó nữa. Đúng. Nếu như em là người rất là dư dả về ngân sách,
em mua quách luôn một cái căn mới. Nhưng nếu như vào thời điểm đó mà em chỉ có một khoản rất là ít, vừa đủ thôi, thì có thể em sẽ chọn cái phương án nhỏ hơn, gọn lẹ hơn, có ví dụ như có thể xây thêm phòng, ví dụ vậy. Nó tùy vào cái thời điểm em có tiền. Chị cảm ơn em. Nhưng mà nói tóm lại em à, những cái gì mà quan trọng á, là Trinh đều là người quyết định trong gia đình thôi nha. Còn ở phía ngoài, ví dụ anh nói anh mở cái nhà hàng này rồi, anh tiếp tục anh mở cái thứ hai, anh chỉ nói Trinh, bây giờ anh sẽ mở tiếp tục cái thứ hai ở địa chỉ đó, địa chỉ đó, địa chỉ đó. Là Trinh nói, ừ, anh thấy anh khuếch trương được thì anh làm, là anh tiến hành anh làm thôi. Chứ anh không đợi Trinh là chấp nhận hay không chấp nhận. Cái đó là anh có cái gia trưởng, cái quyết định của anh, định tại vì cái đó nó rất là quan trọng. Nó quan trọng cho cái gì, cho cái sự nghiệp và cái tài chính của cả một gia đình. Thế thì bây giờ em hỏi luôn đi, thông thường ví dụ như giả sử như hai anh chị mà có cái xung đột hoặc là có sự bất đồng về cái suy nghĩ và quan điểm, thì giả sử như người này gây ra một cái điều gì đó làm lỗi với người kia đi, thì chúng ta có chủ động ngồi lại nói chuyện với nhau hoặc là xin lỗi người kia hay không? Em ơi, em hỏi câu này thì anh thấy nó chạm vào cái nội tâm của anh. Hả? Em biết mỗi lần mà Trinh giận anh cái gì đó nha. Vâng. Là 10 tới 15 ngày không nói chuyện. Anh ngược lại thì anh nhiều việc quá là nữa đó. Về nhà anh đặt cái lưng xuống giường đó, là cái điều anh hạnh phúc nhất là con anh đó là nó ôm anh. Cái thứ hai là anh muốn nghe Trinh nói. Anh ơi anh mệt không, là pha ly nước cam cho anh ha, hay là anh ơi bữa nay làm sao mà lâu lâu chỉ giận nữa nha, có cái chuyện gì giận vô cớ thì là 10 tới 15 ngày không nói chuyện với anh. Có phải là tại vì anh đi nhiều quá, ít dành thời gian cho chị nên chị giận không? Anh đâu phải đi chơi. Anh đi làm mà. Những cái gì mà anh làm và anh có được là tất cả những cái gọi là cố gắng hết sức mình, mặc dù anh mệt mà. Em nên nhớ là anh là cũng gần U6 rồi. Vì vậy cho nên là không phải thấy anh đi anh làm mà mặt anh tươi như vậy là anh khỏe hoặc là anh hạnh phúc đâu. Nó có những cái việc mà anh mệt, cực kỳ mệt luôn. Nhưng mà anh về anh vẫn cười. Chỉ khi nào mà quá đáng rồi đó, cạo gió về bầm mình mới chụp cái hình bát qua cho chị qua Zalo là chị thấy anh cạo gió đó. Nhưng mà cũng phải nói anh là cũng bướng lắm. Vì anh đã có những cái mối tình đó, anh nói thật với em, cũng chỉ vì anh bướng mà giận nhau vu vơ đó, bung luôn, một năm trời không nói chuyện em tin được. Và từ đó mất luôn. Thì chị Trinh chị cũng biết được những cái câu chuyện anh kể như vậy đó. Vì vậy cho nên là 10 tới 15 ngày mà anh không nói chuyện là bắt đầu tự động có cái chiều móc móc, cũng nói chuyện vu vơ, rồi cái từ từ cái về, nó về lại nào ngay. Chứ anh cũng xin nhận lỗi, là cuộc đời của anh chưa bao giờ anh biết tiếng xin lỗi nha. Wow. Chỉ khi nào mà tìm ra được cái tẩy của anh rồi đó, biết được là anh là như vậy là anh sai cực kỳ rồi đó. Anh quỳ xuống anh lại luôn đó. Anh nói thật. Và anh xin lỗi đến khi nào mà hết thôi. Tại vì sao? Anh thấy được cái đó là anh sai. Có nhiều cái anh vô tình đó, anh làm cho Trinh buồn. Anh lại suy nghĩ, ủa? Cái đó là tôi làm vì gia đình mà. Hay là tôi làm cái đó là không phải lỗi với tôi. Nó là một cái khách quan nào đó, hay là một cái chuyện gì đó nó xảy ra mà mình không muốn. Rồi cái ồ, tự nhiên giận vô ký thôi. Nói chuyện mà. Thôi bây giờ đừng nói chuyện của ảnh nữa. Hai chị em mình nói thôi. Hai chị em mình nói thôi nha. Bây giờ ngồi nói rồi thôi, tự nhiên cái tức thì nó không có tức. Nhưng mà phải có một cái sự giải trình từ đầu cho tới cuối. Nói về cái lời xin lỗi là đúng, anh này không bao giờ nói lời xin lỗi với chị cả. Còn bây giờ hỏi sao, ví dụ chị với anh mà có giận dữ lắm á, thì bình thường kêu bằng mình không, mà giận lắm thì chị kêu bằng chữ anh. Hoặc là giận nữa đó kêu anh Long, là giận lắm rồi đó. Kêu tên tộc ra luôn đó. Tên cúng cơm á. Là giận lắm đó là mới kêu bằng anh Long. Đó là hiểu rồi đó. Còn lâu lâu anh này mà giận cáo lên, hồi đó một cái thời có mấy năm trước á, cái cáo lên cái kêu bằng bây giờ em nói đi, tôi cái chị quay qua chợ tôi là ai. Ủa anh nói, anh nói ai là tôi. Đó là anh ấy tự ngượng, anh ấy tự sửa đổi. Còn mà chị mà trả lời nói chuyện á, chị là hay có cái tánh gọi là bị im lặng. Cái anh im.
Anh im xong cái từ từ cái chị nói không, chị khám phá được, anh này phải nói. Phải nói như thế nào để cho anh hiểu, là bắt đầu cái chị trả lời. Giống như anh lớn tiếng thì chị nói em nói cho anh nghe, em là như thế này thế kia. Bây giờ em thay đổi rồi. Em không còn là Trinh ngày xưa nữa. Khi mà anh giận lên cái gì hoặc là Trinh giận lên cái gì đó, anh ít có la lối ôm sòm. Hai vợ chồng không có gây lỗi. Kể cả nhiều khi có giận thì là trong nhà không hề im lặng đi. Im lặng đến khi nào mà cái lửa nó bắt đầu nó xuống rồi bắt đầu nói chuyện. Nha. Thiều móc sao? Không. Nhưng mà cái chiến tranh lạnh nó cũng nguy hiểm lắm. Nếu như cả hai người mà không ai mở lời cả thì đôi khi cái chiến tranh lạnh nó dẫn đến. Em biết không? Dạ. Hai người không mở lời thì em biết ai mở lời không? Thằng Andy và Peter. Nó là một cái giọt nước làm cho cái ngọn lửa nó tắt đi, chỉ cần một giọt thôi. Tại vì nó hai đứa nó chỉ lại, nó nói ba mẹ ơi ngày mai đi chơi nha, ba mẹ con thèm cái này quá, ba mẹ ơi, ba mẹ dẫn con đi nha, là tự động anh với Trinh có cái câu chuyện để nói. Anh sao ấy, em ngày mai dẫn con đi ăn gì nha. Trinh anh muốn ăn gì, lời tự nhiên quê à, quê nào không hay á. Đó cũng chính là lý do người ta bảo con cái là trong một cuộc hôn nhân chính là cái sợi dây kết nối của hai người lại với nhau. Bây giờ chị chị cho Khang coi cái này nè, chị dám chị đưa cái này ra. Hôm nay chị nói chị đi, chị lén chị giấu chị đem cái này. Chị chết tức quá. Cái gì vậy? Em nói tới con cái là chị mới giữ, chị giữ cái này rất là lâu luôn. Cái gì vậy chị? Dám chắc đưa cái này biết cái gì không? Cái bóp. Bóp gì? Belly. Trời ơi. Giờ anh nói đi, bóp này từ đâu ra? Bóp này hả? À? Ừ. Từ có đâu có ra? Người tặng. Thấy chưa? Em thấy không? Anh không nhớ. Ờ cho nhiều khi nếu mà là một cái chị xin lỗi nha. Nếu mà là một cái người phụ nữ khác mà đang sống như vậy, người ta rất là buồn. Mà làm cho chị thành một cái thói quen rồi. Cái này em tặng anh. Ha. Nè, thậm chí bây giờ á giữ, anh ấy sợ bao quên, và chị phải giữ luôn là trong bóp, chị biết ảnh thương con. Đây là hai tấm hình của Sumi và Susu. Rớt khá là lâu. Nè. Lúc này nó mới có đứa 4 đó. Tuổi. Đó. Đứa 2 phải tuổi. Giữ hoài, kèm trong cái bóp này để giữ hoài cho ảnh và cái tấm hình nè. Đó, phải giữ hoài cho ảnh. Vì sao chị lại quyết định giữ cái món quà kỷ niệm này lâu đến như vậy và nó có ý nghĩa gì? Thứ nhất là lúc đó đó cũng muốn làm cái quà sinh nhật để tặng anh ấy. Rồi anh ấy hai cái tấm hình của anh ấy á, bỏ lạc trôi đi, chị phải lụm lại và chị phải cất lại những cái hình ảnh này để giữ lại cho ảnh. Biết là sau này anh sẽ quên. Còn cái này nhớ không? Thập niên. hôm nay nhiều kỷ vật quá quý vị. Mấy cái này là những cái mà anh mua tặng chị đó. Dạ. Những cái điện thoại. Đây là chiếc điện thoại đầu tiên mà anh tặng cho chị. Còn nếu mà nói mà cái vật mà để mà chị đòi mua là để chị mua cái chiếc điện thoại này. Cái điện thoại này nó cũng là rất là bình thường, hiệu cũng không có phải là hiệu lớn. Mà chị thích. Nhưng mà tìm mua cũng rất là khó đó nha. Mua mới có. Nhưng mà điều đó cho thấy một cái điều này nè, lại thấy một cái câu chuyện hay nữa. Có nghĩa là anh Long á, ngoài miệng anh nói như vậy nhưng mà anh lại rất là để ý cái mà chị thích. Có khi là chị không đòi, nhưng nếu như đã cái mà chị đã đòi và chị yêu thích thì anh bằng mọi cách anh phải tìm mua cho bằng được. Nhưng mà ngược lại một cái câu chuyện, chị biết anh có biết tại sao mà chị để những cái tấm hình của con vào trong cái bóp đó hay không? Tại vì chị biết anh rất thương con và chị muốn là mỗi lần nếu như anh có cái cơ hội mà sử dụng cái bóp đó lại thì anh có thể nhìn thấy hình của những đứa con ngày nhỏ nó như thế nào. Và đó chính là cái mà hai anh chị á gắn được với nhau. Hai anh chị là dạng khắc khẩu nhưng mà lại cùng thích, thương và quan tâm đến nhau, nhưng không có nói ra mà chỉ làm bằng cái hành động để đối phương kia tự hiểu. Thưa quý vị, thật ra là Nguyễn Khanh định đưa cái tấm hình này để nói về cái câu chuyện là hai người giận nhau, nhưng mà anh chị đã rất là nhẹ nhàng dẫn đến cái câu chuyện này rồi thì em nghĩ là thật ra trong hôn nhân vợ chồng á thì không ai mà không giận nhau cả. Đúng. Nhưng kiếm được một người vợ như chị Trinh thì em nghĩ thật sự là theo em cảm nhận khó ai chịu nổi anh á. Em nói gì anh, tôi ăn cho anh. Anh xin khẳng định anh là một người rất dễ tính. Anh nói anh rất dễ tính. Nè, anh nói dễ tính cho em nghe này nha. Anh ăn cái gì cũng được. Ở nhà nấu lên cái gì anh cũng ăn được. Về ăn mặc, ở nhà anh ăn mặc rất là đơn giản. Còn về tiền bạc, anh nói thật, anh chỉ có bắt đầu khoảng 6 năm nay là anh là người quản lý tiền bạc thôi.
Vì sao? Vì anh mở nhà hàng, anh phải lấy cái đồng tiền đó, như em biết mà, đồng tiền nó phải chạy. Và mình sẽ có được một cái lợi nhuận tối thiểu để mình lo cho gia đình. Cảm ơn chia sẻ của anh Long, cũng như là chia sẻ của chị Trinh. Thật ra em nghĩ trên tất cả thì mỗi một gia đình, không có gia đình nào giống gia đình nào cả. Mỗi người nó có sẽ có một cái hoàn cảnh riêng, một cái câu chuyện riêng. Nhưng trên tất cả, như em cũng đã chia sẻ với lại anh chị rồi, cái điều quan trọng hơn hết sau cái cuộc trò chuyện này, đó chính là khán giả cảm nhận được gì về cái cách làm thế nào để giữ được lửa gia đình hạnh phúc. Xin cảm ơn anh chị rất nhiều. Rồi, cảm ơn Khang, rồi cảm ơn chương trình ạ. Quý vị một lần nữa cảm ơn quý vị đã theo dõi cuộc trò chuyện của chúng tôi, và hy vọng rằng cặp đôi của chúng ta đã mang đến những cái thông điệp rất là thú vị về câu chuyện hôn nhân, hạnh phúc gia đình của vợ chồng. Một lần nữa xin được cảm ơn nghệ sĩ ưu tú Kim Vĩnh Long, cảm ơn nghệ sĩ Trinh Trinh. Nói chào tạm biệt quý vị và hẹn gặp lại. Vâng, xin chào quý vị. Tôi, nghệ sĩ Kim Tử Long. Tôi, nghệ sĩ Trinh Trinh. Tôi xin hẹn lại tất cả quý vị đến với tập tiếp theo của chương trình The Khang Show. Chương trình với sự bảo trợ của nhà hàng Chả Cá Đế Vương. Trong tập tiếp theo trong chương trình The Khang Show. Xin được giới thiệu đến quý vị, đó chính đón là xem The Khang Show lúc 21 giờ thứ bảy hàng tuần, và đừng quên nhấn chuông để nhận thông báo khi có tập mới nha. Nóng quá là đập hết tất cả mọi thứ xung quanh. Ừ, có đâu. Bẻ đầu máy quạt hay đập tivi hay là đập cái điện thoại. Cái nào nó rẻ tiền thì mình đập thôi. Không, chứ mình không phải là cái đập, nào mình đập hết mọi thứ mà nó có trước mặt. Nhưng mà sau đó thì... Đấy là ngày xưa, lâu rồi. Anh để cho em nói.